Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Ma thần. Chương thứ 324 mang tên một mũi tên trúng hai đích. Hồi ba, các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vương Trịnh vừa kinh ngạc, vừa tức giận khi nghe tin con gái mình cần phải làm tình với người khác đến mức ông ta suýt chút nữa thì ra tay luôn với đại thần y ra quốc thù. Nhưng khi biết được thân phận của người đàn bà kia, ông ta đang ngừng tay. Người y sĩ giỏi nhất trốn võ lâm này, để ra phương án duy nhất để chữa trị cho con gái ông. Ông không thể từ chối được. Ngay cả đại võ tăng của tô lâm tự cũng thất bại. Sau khi nghe về lần cuối cùng đại thần y cố chữa căn bệnh này, ông ta lại càng do dự hơn cô hà là một võ sư rất mạnh vậy mà ông ta cũng phải chịu thất bại đại thần y giải thích cặn kẽ rằng cách duy nhất để chữa căn bệnh này là đưa dương khí vào tâm bệnh cũng chính là vùng kín của phụ nữ ta cứ tưởng cách chữa trị này chỉ tồn tại trong sách vở chứ có lẽ nếu vương trịnh nói ra điều này huyền phụng sẽ hết lòng ủng hộ ông ta vô cùng bất lực khi không thể làm gì để cứu lấy con gái mình và công như vương trịnh thiên như vân đầy bối rối làm chuyện đó sao văn cố cứ liên tục lặp đi lặp lại hai từ này với vẻ đờ đẫn đương nhiên chẳng ai lại muốn thấy người mình yêu có quan hệ với người khác ta không muốn chuyện này xảy ra nàng lấy tay ôm mặt nước mắt chảy dài trên má thiên như vân thở dài thấy văn cố như vậy hắn cũng rất buồn Người khác có thể muốn nắm lấy cơ hội này mà chiếm lấy đô dao. Một người phụ nữ với đầy vẻ quyến rũ huyền ảo. Nhưng Thiên Như Vân thì không. Một người phụ nữ khác sao? Như Vân đã thể rằng đời này chỉ yêu một người. Sau khi trải qua một cuộc đời bi kịch vì sự tranh giành giữa lục đại gia tộc, Thiên Như Vân đã nhận ra rằng việc có quá nhiều vợ con chỉ mang đến bất hạnh. Giáo chủ, Tất cả những người từng trải qua Những ngày tháng ở ma giáo quan Cùng Thiên Điêu Vân Đều đồng cảm với hắn Thiên Điêu Vân là người luôn khắt khe Với những quyết định của mình Hắn không dễ gì mà phá vỡ những quy tắc ấy Nhưng chúng ta Nên kêu lấy người phụ nữ đó Dù ngài ấy có phải phá vỡ lời thể đi chăng nữa Ngay cả Hồ Thương Hoa cũng nghĩ vậy Dù nàng rất thân với văn cố Nếu không tính đến chuyện tình cảm Thì đây là một cơ hội tốt để giáo phái tạo dựng mối quan hệ với một trong ngũ đại võ sư. Hơn nữa, nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ Vương Trình sẽ trở thành nhạc phụ của Thiên Điêu Vân. Chúng ta không còn thời gian đâu. Giả Quốc Thu nói Trong khi tất cả mọi người đều trần trừ Đô Giao thở dốc Miệng cô ta tỏa ra khói trắng Giả Quốc Thu đã châm cứu khắp thân cô ta Để giúp cô ta giữ ấm Nhưng phương pháp này không thể cứu chữa cho cô ta được. Phụ thân Phản Vương nói với Vương Trình, đồng như dự đoán, hắn là con trai cả của song kiếm võ, Vương Trình. Tên thật của hắn thực chất là Vương Phản. Người phụ thân à, con cùng không thích phương pháp này, để còn nghĩ chúng ta cần phải giữ mạng sống của đô giao trước đã. Còn nghĩ vậy sao? Dạ, Mạng sống của tiểu muội là quan trọng nhất mà. Vương Trịnh nhíu mày, cho những gì, Vương Phản nói, dù việc này có thể cứu sống được con gái ông, nhưng là một người cha, ông vẫn khó có thể chấp nhận được chuyện này, dù có liên quan đến tính mạng. Ông vẫn không muốn con gái trở thành tình một đêm với người đàn ông này, đáng lẽ ra đó phải là ước hẹn cả đời cơ. "Chào con gái, ta cho hắn ư?" Ừ đương nhiên thân phận hắn rất hoàn hảo hắn là giáo chủ ba giáo một trong ba thế lực lớn trên võ lâm hơn nữa địa vân cũng đủ mạnh để trở thành một trong ngũ đại võ sư nhưng vương trịnh chợt nhận ra một điều dù không nhắc đến nhưng ông đã thấy thiên như vân có vẻ rất lo lắng về người phụ nữ đang buồn bá khóc trong một góc tường có vẻ như nàng là một võ sư nhưng nàng cũng có vẻ đẹp tuyệt sắc Chắc hẳn nàng phải đến từ một gia tộc danh tiếng trong giáo phái. Có lẽ nàng là phu nhân tương lai của giáo chủ. Con gái ta, con gái của vương trịnh này, lại phải trở thành thê thiếp của giáo chủ ma giáo sao? Vương trịnh có nhiều kẻ thù, nên ông ta phải nấu mình cẩn thận. Nhưng ông ta vẫn tự hào vì bản thân là một trong ngũ đại võ sư. Nhưng cũng chính vì lòng kiêu hãnh ấy Ông ta không muốn để con gái mình rơi vào hạng thê thiếp Vương Trịnh lại nhìn Thiên Như Vân Đừng nếu hắn ta Vẫn lo lắng về phu nhân tương lai Thì chắc chắn Hắn không phải là loại người đam mê tiểu sắc Ông ta nghe nói giáo chủ ma giáo Thường có nhiều thê thiếp Nhưng Thiên Như Vân không giống thế Điều này cũng khiến ông ta yên tâm hơn Trong khi Vương Trịnh nghĩ ngợi Ông ông nghe tiếng con gái mình thở dốc Ông nhận ra mình không còn thời gian mà lãng phí nữa. Người đúng là hận đồ ngu xuẩn, Vương Trịnh. Người nên đặt tính mạng của con gái làm ưu tiên hàng đầu đi. Mạng sống của con gái ông đang bị đe dọa. Lúc này, ông ta không nên suy nghĩ nhiều. Vương Trịnh sau đó bước đến trước mặt Thiên Điêu Vân và cúi đầu. Thiên giáo chủ, ta, Vương Trịnh đã thề sẽ không bao giờ nghiêng mình trước kẻ khác. Nhưng hôm nay... Ta sẽ phá vỡ lời thề đó. Nói xong, Vương Trịnh quỳ gối xuống. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước hành động của ông ta. Vương Trịnh xong kiếm võ và là một trong ngũ đại võ sư đang quỳ gối. Ngài Vương Trịnh. Nhờ Vân sướng sở, hẳn đờ ông ta dậy. đường Vương Trịnh lắc đầu từ chối. Sau đó, ông ta nói với giọng cầu khẩn. Xin người hãy cứu lấy mạng sống của con gái ta. Ta cầu xin ngươi với tư cách là một đấng sinh thành, không phải một võ sư. Vương Trịnh dập đầu xuống đất. Ông ta đã vứt bỏ hết lòng tự tôn về tính mạng của con gái. Điều vần bối rối, hắn không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu Vương Trịnh đã cầu xin hắn giúp đỡ thế này, thì hắn buộc phải làm. Nếu không, chắc chắn Vương Trịnh sẽ trở mặt. Đây không phải vấn đề. Trước khi trở thành giáo chủ ma giáo, Điêu Vân đã phải trải qua vô vàn khó khăn. Hắn không sợ Vương Trịnh trở thành kẻ thù của mình. Và Thiên Điêu Vân là người của ma giáo, chứ không phải chính phái. Nên hắn không cảm thấy bản thân có bổn phận giúp đỡ người lạ. Ta phải kiên định với lời thề của mình. Hắn đã thề rằng sẽ chỉ trung thủy với một mình văn cố. Đương điền, hắn cũng thấy tiếc vì không thể thu phục một võ sư mạnh như Vương Trình Đừng thiên địa vân suy tính cho tương lai nữa Nếu hắn có quan hệ với một người phụ nữ khác Có lẽ thảm kịch giữa sáu đại gia tộc trong quá khứ Sẽ lại tiếp diễn Họ sẽ đối đầu lẫn nhau vì quyền lực Nếu ta có còn với một người phụ nữ khác ngoài văn cố Thì tương lai sẽ có bi kịch xảy ra Như vân đã trải qua chuyện đó và phải giết chết đứa kẻ thù khác để trả thù. Đừng hắn không muốn con cái mình bị đặt vào tình thế tương tự. Bông rừng, Thiên Nhật Vân nghe được giọng nano. Nếu chủ nhân muốn dùng biện pháp tránh thai thì có thể bật chế độ tự triệt sản tạm thời. Khi gì? Biện pháp tránh thai là để ngăn việc thụ thai nhưng tự triệt sản là gì? Máy nano có thể chặn ống dẫn tinh để tinh trùng không đi vào tinh dịch trong quá trình giao hợp biện pháp này sẽ hữu hiệu hơn phẫu thuật thắt ống dẫn thông thường thì nhiều vân kinh ngạc vậy có nghĩa là hắn được chọn người phụ nữ sẽ mang thai con mình nhiều vân vốn lo lắng vì có thể sẽ khiến Đô giao mang thai nhưng nano đã giúp hắn nhiều vân không thốt nên lời trước những thông tin này nhưng dù vậy nếu nhiều vân quan hệ với Đô giao sau đó lại ruông bỏ nàng Thì thật sự không hay Giặc dối quá mà Địa Vân bông nghe được lời truyền âm của văn cố Giáo chủ Hả Hắn quay người sang nhìn văn cố Nàng đang ngẩng đầu nhìn hắn Với vẻ quyết tâm Ta thật sự Thật sự rất buồn Địa Vân không thể đáp lời Vào cái đêm ở quán trò Trình hắn đã thề với văn cố rằng Hắn sẽ chỉ yêu mình nàng văn cố Để người biết đấy Công việc vẫn là công việc Ta Là người phụ nữ mà người yêu thương Nhưng trên hết Ta là giáo đồ của ma giáo Và là thuộc hạ tín cần của giáo chủ Chuyện này sẽ có lợi cho giáo phái ta Ta không thể ngán đường được Mặt nàng ướt lệ Nhưng vẫn toát lên vẻ kiên định Điều vần cảm thấy vô cùng tội lỗi Nhưng đồng thời Thấy nàng cao cả vậy nên xin hãy chấp nhận lời đề nghị của ngài vương chỉnh đó là quyết định của nàng sau khi nghĩ ngợi một hồi văn cố nhận ra chuyện này sẽ mang đến điều lợi ích cho giáo phái và nếu như thiên như vân từ chối thì điều đó chỉ mang đến bất lợi nàng chỉ thấy khó chịu vì thiên như vân sẽ không còn là của riêng mình nữa thôi văn cố à Đều người không muốn ta cũng không nguyện ý làm điều này đâu đương nhiên là ta không muốn rồi nếu ta hẹn hò với những tên đàn ông khác và và làm chuyện đó với họ thì người cũng sẽ cảm thấy thế thôi như vân ngạc nhiên trước lời văn cố thực chất trong cả ma giáo này nàng là người duy nhất có thể ứng xử như vậy nàng cũng là người duy nhất khiến thiên như vân cảm thấy thoải mái như vân cười Người cười cây gì? Người vui vẻ đến vậy sao? Khi được làm chuyện đó với một mỹ nữ, lấy lý do là đang giúp nàng à? Văn Cố vừa nói, vừa mở lớn mắt, được mắt nàng trào ra khỏi khóe mi Có vẻ nàng thật sự buồn bã. Như Vân Bìm cười nhẹ nhàng với Văn Cố và đáp lại. Mỹ nữ ư, ừ. Văn Cố à, trong lòng ta, nàng là mỹ nhân duy nhất. Văn cố ngước lên nhìn lại Thiên Như Vân. Ta tưởng người là kiểu người ngại ngùng, có vẻ như ta sai rồi. Sao người có thể nói những điều đáng xấu hổ như thế chứ? Văn cố đỏ mặt rồi lại đưa tay úp lên mặt. Thế vậy, Như Vân chỉ muốn đến bên nàng và ôm nàng vào vòng tay. Nhưng xung quanh có quá nhiều người và Vương Trịnh vẫn đang quỷ dập trước mặt hắn. Với ta, Người vẫn là người duy nhất Rồi chúng ta sẽ thấy Và ta biết giờ không phải lúc thích hợp Nhưng ngoài nàng ấy ra Người không bao giờ được đụng chạm đến người khác đâu đấy Không bao giờ Được rồi Địa vân thấy nhẹ nhóm hơn hẳn Khi văn cố chấp nhận chuyện này Văn cố là một người phụ nữ rất thông minh Nàng đã khiến bao lo lắng của thiên như vân tan biến Điều Vân cúi xuống đỡ Vương Trịnh lên rồi nói Sao ta có thể từ chối Một người phụ thân Đang cố cứu mạng con gái mình chứ Thiên giáo chủ Vương Trịnh sung sướng nhìn Thiên Điều Vân Hắn chỉ là người duy nhất có thể giữ tính mạng cho con gái của Vương Trịnh. Võ công Vương Trịnh đủ thâm hậu để chịu đựng được âm khí. Nhưng hắn không thể tự làm điều này được. Xin người. Hãy kêu lấy con gái ta Được rồi Vương Trịnh cầm tay Thiên Như Vân đầy xúc động Sau khi phu nhân của Vương Trịnh mất Con cái đã trở thành mối quan tâm duy nhất đời ông Giả quốc thù bước đến nói với họ Vậy là quyết định xong rồi Chúng ta nên nhanh lên Nếu còn trần chờ nữa Có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội đâu Vậy ta nên làm gì? Gia Quốc Thu nghe xong thì liếc nhìn xung quanh, Vương Trịnh và những người khác bước ra khỏi khách sảnh với vẻ xấu hổ. Sau khi tất cả đã rời đi, Giả Quốc Thù bắt đầu giải thích cho Thiên Như Vân những gì cần làm. Mọi việc xong xuôi, Giả Quốc Thù nhắc nhở Thiên Như Vân đều quan trọng nhất. Cô ta sẽ kháng cự trong khi người cố làm điều đó. Đó sẽ là một trận chiến, nhưng người nhất định không được bỏ cuộc đâu. Thật khó mà trả lời được câu đó, Điều Vân đành gật đầu. Bế đô dao lên và bước vào một căn phòng kín đáo. Sau khi đặt cô ta lên giường, Điều Vân hít một hơi thật sâu. Ta phải mở lại huyệt vị của cô ta trước. Điều này khiến đô dao thức dậy. Đúng như giả quốc thủ nói, đây sẽ là một trận chiến. Ờ, có lẽ để đề phòng thì ta nên cởi y phục của cô ta trước. Nếu đô rào phản kháng, hắn sẽ khó mà em cô ta làm chuyện đó được. Như vẫn lo lắng đưa tay lên y phục đô rào. Lần đầu tiên, Thiên Như Vân tiếp xúc gần với phụ nữ là với Văn Cố, người phụ nữ hắn yêu. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là lần duy nhất. Nên dù Thiên Như Vân có là một người điềm tính và lạnh lùng đi chăng nữa, Hắn Công không thể dễ dàng Cởi bỏ y phục của một người phụ nữ Mà hắn mới gặp vài giờ trước Địa vân cẩn trọng Cởi bỏ lớp y phục bên ngoài của đô dao Làm bảo được nới lỏng Để lộ lớp nội y bên trong Nó rất mỏng Xuyên thấu làn da trắng nhợt của nàng Như vân đỏ mặt vì xấu hổ Nhưng hắn vẫn phải tiếp tục Nếu không thì quá trình điều trị cho nàng Sẽ thất bại Như vân vươn tay nhẹ nhàng cởi bỏ nội y của đô giáo. Đúng lúc đó, đô giáo đột ngột mở bừng mắt. Nàng mới bị phong bế huyệt đạo và hôn mê cách đây không lâu. Vậy bao giờ, nàng đã tỉnh lại. Như vân có thể thấy rõ, dòng âm khí vô hạn đang trực trào ra trong cơ thể nàng. Nó mạnh mẽ phá vỡ, nhưng huyệt đạo vừa bị vương trịnh phong ấn. Ngay cả điểm huyệt, cô không thể ngăn được cô ta. Như vân không hề nghĩ rằng, đô rào sẽ tỉnh dậy trước khi hắn kịp làm xong việc của mình. Điều vần vội vã, cởi quần áo của cô ta ra, nhưng đã quá muộn rồi. Hàn khí lập tức được giải phóng, hất bay Thiên Như Vân lên không trung. Thiên Như Vân đâm thẳng vào trần nhà, toàn bộ mái nhà và phần phía trên rung chuyển. Trong đó có chuyện gì vậy? Trong đám người đứng bên ngoài khách sảnh, có hai người đặc biệt để ý tới động tính bên trong. Đó là Vương Trịnh song kiếm võ và văn cố cả hai bọn họ lập tức nhìn lên mái nhà vương trịnh cau mày còn văn cố cay đắng cắn môi vương trịnh là phụ thân đỗ giao còn văn cố lại đang chờ đợi người đàn ông của đời mình đương nhiên hai người họ không thể phớt lờ chuyện trước mắt tả nghi mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát rồi huyền phụng lẩm bẩm một cách khó hiểu hàn cung cảm thấy bất an Điệp vẫn cố gắng thay đổi bầu không khí Ngược lại Vương Trịnh lập tức mất bình tĩnh Và rời khỏi khách sành Sao người dám nói như thế Văn cố rơm rơm nước mắt Nàng nước nhìn huyền phụng Rồi cũng rời đi Hồ Thường Hòa tức giận Đánh vào đầu huyền phụng một nhát Hắn vốn là một thuộc hạ vô cùng trung thành Nhưng đôi khi Hắn lại không biết điểm dừng Họ bỗng cảm nhận được cái lạnh thấu xương phả ra từ khách sành Tất cả đồng loạt quay về phía đó Sau khi nghe được tiếng động Họ thấy bức tường đang dần đóng băng Họ thương hoa và huyền phụng Nhận ra có điều bất ổn Họ vội vàng chạy về phía khu nhà Nhưng ra quốc thù đã chặn bọn họ lại Đứng lại Nhưng ra bà bà à Giáo chủ đang gặp Người còn dám nghĩ tới chuyện đó ư Tất cả là do người phụ nữ đó tỉnh giấc nếu người còn bước vào thêm nửa bước Người sẽ phá hỏng mọi thứ đấy Giả quốc thù giận dữ quát Nếu quá trình này bị gián đoạn Đồ rào sẽ sớm mất mạng Bởi âm khí giờ Đã tràn ra toàn bộ cơ thể cô ta Huyền Phụng và Hồ Thương Hoa Thấp thỏm lo lắng Nhưng họ không thể làm gì khác Ngoài chờ đợi Khách sành rung chuyển dữ dội Điền vào người ta sẽ tưởng bên trong Đang có giao tranh nhưng chỉ lát sau Tiếng đập phá và ồn ào dần tan biến Họ bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ Hồ Thương Hoa đỏ mặt xấu hổ Khi nhận ra ý nghĩa của tiếng kêu đó Hồ Thương Hoa là người có ngoại hình cao lớn Tính cách nàng mạnh mẽ và cứng rắn Nhưng nàng vẫn cảm thấy ngại ngùng Khi nghe được âm thanh kia Nàng vội nhắm chặt mắt và bịt tay lại Cuối cùng cũng thành công rồi Không giống với Hồ Thương Hoa gia quốc thù lại sung sướng khi nghe được tiếng động này. Như vậy có nghĩa là quá trình đã có tác dụng. Nếu thiên niệm vân có thể chuyển dương khí và đào thải âm khí ra khỏi cơ thể của đô dao, phương pháp trị liệu này sẽ thực sự thành công. Niệm vân dồn hết sức tập trung để chuyển dương khí của cơ thể mình vào cơ thể đô dao. Nếu hắn sở xuất rất có thể sẽ khiến huyết mạnh của đô dao đông cứng và đóng băng cô ta đến chết thay vì chống lại nó ta buộc phải đưa số âm khí này vào cơ thể mình thiên như vân thầm nhủ giả quốc thu nói rằng nếu thiên như vân kháng cự hoặc đẩy âm khí ra ngoài thì âm khí trong cơ thể đô dao sẽ mất kiểm soát được rồi giờ ta cần phải điều hòa âm khí bên trong và ngoài cơ thể mình đó là những gì mà đại thần y đã dặn dò hắn dưới sự giúp đỡ tận tình của thiền sư cố hạ gia quốc thù nghĩ rằng phương pháp này cô hạ nói rằng bộ đài võ sư thượng cấp có thể cân bằng linh khí trời đất với nội lực của người đó vì vậy Nhiều vân có thể đưa âm khí vào cơ thể hắn rồi đào thải chúng ra ngoài phải thử thôi điều vân lần lượt làm theo lời dặn của gia quốc thu hắn dồn hết sức vào lượng âm khí đang tràn vào cơ thể hắn Đồng thời truyền dương khí tới cơ thể của Đỗ Dao. Khi âm khí tiếp xúc với Thiên Di Vân, chúng dường như không phản ứng. Được rồi. Di Vân cảm nhận được dòng âm khí đi vào cơ thể hắn. Nguồn năng lượng ấy lớn và mạnh đến mức Di Vân cũng phải kinh ngạc. Thật kỳ diệu, sao cô ta có thể kiểm soát được thứ năng lượng này cơ chứ? Thật kỳ lạ, người bình thường sao có thể làm được điều này? Thiên Di Vân sau đó vận âm khí Chạy qua tất cả kinh mạch Chuẩn bị đưa chúng ra ngoài Cái gì Đầu lúc đó Một điều bất ngờ xảy ra Khi lợi âm khí vô hạn ấy Được đưa vào Một nguồn sức mạnh tiềm tàng trong thiên ni vân Bông nhiên trỗi dậy Năng lượng thiên ma Nguồn năng lượng ấy Như vừa được đánh thức Sau một thời gian dài bị vùi lấp Nó bắt đầu nổi dậy Và vượt khỏi tầm kiểm soát của thiên ni vân Chẳng mấy chốc nó đã hút lấy toàn bộ âm khí Vừa được đưa vào cơ thể hắn Điều loại manh thú Đang ngấu nghiến con mồi Chuyện gì đang xảy ra thế này Nhiều Vân cố hết sức Để không chế thiên ma năng lượng Nhưng nó Vẫn không ngừng hấp thụ hàn khí Và trở nên lớn mạnh Vậy thì Ta phải giải phóng dương khí Ra khỏi cơ thể Để duy trì sự cân bằng Dù có dùng cả linh khí bên ngoài như vần cũng không thể khống chế được nó Nhiều vần buộc phải Loại bỏ bớt dương khí Để nhường chỗ cho số âm khí Vơ tràn vào kia Giờ thiên nhiêu vân không chỉ đang điều trị Cho đố rào nữa Đồng lúc đó mọi thứ bắt đầu thay đổi Sau khi âm khí Được đưa ra khỏi cơ thể con người trong suốt của đố rào Đã trở lại bình thường Và những huyệt đạo bị tắc nghẽn trong nàng Cũng đã được giải phóng Đôi mắt cô ta đã trở lại màu nâu thân thuộc. Giờ cô ta cũng giống như người phụ nữ bình thường khác. Làn da nhợt nhạt, cũng dần trở nên hồng hào. Và nhiệt độ thân thể cũng vì thế mà dâng lên. Thành công rồi! nhiều vần vô cùng kinh ngạc. Cứ đà này, nội khí trong người đô giao, ăn sẽ cân bằng. Thứ âm khí khiến cô ta nổi cơn thịnh nộ và thay đổi số phần cô ta đã dần biến mất. Nhưng hiện giờ, Vấn đề không phải ở cô ta nữa Lạnh quá Như thể toàn bộ huyết mạnh của ta Đang bị đóng băng vậy Như Vân cảm nhận được Luồng khí lạnh đang phả ra từ miệng hắn nhiệt độ cơ thể hắn Cũng giảm đi nhanh chóng Bởi nguồn âm khí đang tồn đọng trong cơ thể hắn Và đương nhiên Nano ở đây là để giúp đỡ hắn Trong những trường hợp như thế này Gia tăng nhiệt độ cho cơ thể người dùng hàng vạn cô máy nano bên trong cơ thể Thiên Như Vân đồng loạt được kích hoạt để tăng nhiệt lượng cho hắn. Nếu không có nano, chắc chắn Thiên Như Vân sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch. Thật kinh khủng! Quá nhiều âm khí được truyền vào cơ thể ta. Như Vân thầm nhủ, thiên ma năng lượng đã hấp thụ toàn bộ âm khí giữa chặt chúng trong cơ thể của Thiên Như Vân. Và giờ đây, là âm khí gần như đã tương đương với dương khí ban đầu của hắn. Cơ thể hắn bắt đầu biến đổi. Sau khoảng 30 phút, song kiếm võ vương trình đã trở lại và kiên nhẫn chờ đợi quá trình trị liệu kết thúc. Ông ta quyết định sẽ làm mọi cách để cứu được con gái mình. nhiều vẫn không khỏi bức xúc khi phải để cho nàng rơi vào cảnh bất đắc dĩ này. Giá yến, nàng sẽ làm gì nếu nàng còn ở đây? Ông nghĩ tới phu nhân quá cố của mình Sau một hồi trầm ngâm Điền lên bầu trời xanh thẳm Vâng Trình bông cảm thấy được điều gì đó Thật kỳ lạ Ông chưa bao giờ thấy loại năng lượng nào khủng khiếp đến thế Một luồng khí lạnh từ từ tràn xuống Nó mạnh ngang ngừa hàn khí trong cơ thể của đô dao Hàn khí ư Không phải Thứ năng lượng kinh khủng này là gì thế kia Tựa như đang có một con quái vật gầm thét vậy. Vương Trịnh lo sợ rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Ông liền lao về phía khách sảnh. Vừa đặt chân đến bậc thềm, ông đã thấy thuộc hạ của Thiên Như Vân và Vương Phạn đang chờ ở đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thư năng lượng này, chân nguồn năng lượng khổng lồ ấy, không ai dám cử động. Tất cả chỉ đứng yên, theo dõi động tính bên trong. Đại thần y, có chuyện gì vậy? Con gái ta sao rồi Vương Trình tức tối gầm lên với đại thần y Người cũng đang thấp thòm Trông vào trong khách sành Nhưng bản thân bà Cũng không biết đã có chuyện gì Ta cũng không rõ đã có chuyện gì Giả quốc thù chưa từng học võ Nên nguồn năng lượng khủng khiếp ấy Vẫn khiến bà ta phải run sợ Nếu thầy bà Đang đứng trước loài gia thú hung ác vậy Bông nhiên Bức tường đang bị đóng băng Bông chốc vỡ vụn toàn bộ khách sảnh sụp xuống và trở thành đống cho tàn. Bụi đất cuồn cuộn nổi lên. Sau khi tòa nhà sập xuống, bóng hai người lầm mở lộ ra giữa đám khói bụi. Hồ Thương Hoa giật mình, rồi vội vã tránh mặt. Nàng biết rõ hai người họ đang làm gì ở bên trong. Nhưng chứng kiến cảnh này vẫn khiến nàng hơi xấu hổ. Thiên Nhật Vân không một mảnh vải che thân, để lộ ra cơ thể rắn chắc trần trụi. Thứ duy nhất còn lại trên người hắn ta, là hai chiếc vòng tay màu đen giáo chủ sau khi nghe thấy âm thanh đầy chấn động đó văn cố vội vã gọi thiên như vân với giọng lo lắng nhưng có vẻ như hắn ta không hề để tâm tới nàng tại sao hắn không hề nghe thấy nàng nguồn năng lượng khủng khiếp ấy đang tỏa ra từ cơ thể hắn và ở phía sau thiên như vân một người phụ nữ với cơ thể quên rũ vài mái tóc bạch kim đang thiếp ngủ đô giao vương trịnh hoảng hốt gọi tên con gái nhưng vương đô giao vẫn nằm bất động. thiên giáo chủ đã có chuyện gì vương trịnh giận dữ quay sang hỏi thiên Điêu vân nhưng ông cũng không hề nhận được lời hồi đáp quyết định của vương trịnh vô cùng đơn giản ông nhanh chóng lao tới để xem tình hình con gái nếu khi vương trịnh tới gần Điêu vân đột ngột xông về phía hắn trông như một động tác tay đơn giản nhưng vương trịnh vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra từ bàn tay kia. Khi thiên địa vần vung tay về phía phải, một nguồn năng lượng lớn mạnh khác lại được phóng ra, xuyên thẳng về khoảng sân phía trước khách sảnh. Trước đường tấn công đó, Vương Trịnh nhanh chóng lui sang một bên để tránh đòn. Nguồn năng lượng ấy tương đương với đào khí, nhưng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể phá hủy toàn bộ khách sảnh. Và điều đáng kinh ngạc hơn là đóng băng ư Khi nguồn năng lượng đó tiếp đất Mặt đất ngay lập tức đóng băng Nó chẳng khác gì thứ năng lượng Mà Vương Đô Giao từng có Khi cô ta bị hàn trệ can mạch Nhưng giờ đây Toàn bộ khu vực xung quanh Thiên Như Vân Lại trở nên băng giá Và Vương Trịnh có thể nghe được Tiếng thở khẽ khàng Và đều đặn của Vương Đô Giao Vương Trịnh lướt nhìn Về phía con gái mình sau khi thấy được sắc da hồng hào trở lại của con gái Hắn mới yên tâm rằng Con gái hắn đã bình phục Thành công rồi Nhưng chuyện gì đã xảy ra với thiên giáo chủ vậy Thật khó để giải thích chuyện này Vương Trình sau đó nhận ra rằng Hàn khí của hàn chế can mạch Cùng với nguồn năng lượng mạnh mẽ Có sẵn đang đồng thời chảy trong huyết mạch của thiên điêu vân Nhưng ánh mắt của hắn vẫn có vẻ đờ đẫn như thể vượt tỉnh sau cơn hôn mê hắn đã thất bại rồi sao vương trình cho rằng thiên Điều vân đã bị sung khí khi phải hấp thụ quá nhiều âm khí vào cơ thể có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng thông thường các võ sư khi bị sung khí sẽ dễ dàng mất ý thức và bắt đầu tấn công những người xung quanh thiên giáo chủ xin hãy tỉnh dậy Điều vân đã mất kiểm soát hắn phải thức dậy nếu một đại võ sư thượng cấp rơi vào tình trạng xung khí, chắc chắn đại họa sẽ xảy ra. Hắn ta có thể phá hủy mọi thứ xung quanh mình. Tệ rồi đây, hắn không thể nghe thấy ta nói gì. Vương Trịnh liền vận khí và mạnh mẽ đẩy Thiên Như Vân xuống khỏi khách sảnh. Nếu ông ấy quyết định hạ thủ Như Vân vào lúc này, rất có thể ông ấy sẽ đẩy con gái mình là Vương Đỗ Giao vào nguy hiểm. Vương Trịnh làm lấy Thiên Như Vân và dùng hết sức lôi hắn đi. Nhưng thiên như Vân đã kịp vông tay và hất vương trịnh ra xa. Phản ứng của ông ta vô cùng nhanh nhảy, quả xứng với danh hiệu ngũ đại võ sư giang hồ. Nhưng trách được đòn vẫn chưa là gì. Ông phải đưa thiên như vân ra khỏi tòa nhà. Chỉ có vậy đô giáo mới được an toàn. Xin hãy thưa lỗi vì đã quá tay. Vương trịnh thu tay rồi lực rồi lại tiếp tục tung những đòn mạnh bạo về phía thiên Di vân. Vương trịnh vừa mới nâng tay Cơ thể thiên như vân Lập tức bị hất thẳng lên không trung Văn cố huyền phụng và hồ thương hoa Chó ngập trước những gì họ vừa được chứng kiến sức công phá của nguồn năng lượng kia Lớn đến nỗi Có thể làm đối phương bị trọng thương Nhưng thiên như vân Lại không hề bị tổn hại Mà chỉ bị hất đi Vương trình quả là một võ sư mạnh Được rồi Giờ phải lôi hắn ta lại đây Cơ thể Niêu Vân vừa bị hất lên Giờ đã bị khí lực của Vương Trịnh lôi lại Ông cô đưa hắn về mảnh đất trống không người Nhưng kiếm lực đang kéo Thiên Điều Vân đi nhanh chóng Bị bật lại và phản công Toàn bộ công sức của Vương Trịnh đã tan thành mây khói Điều Vân lao đi trong không trung Và tấn công Vương Trịnh như thể hắn coi Vương Trịnh là kẻ thù của mình vậy Vương Trịnh lùi lại vài bước Và rời khỏi khách sảnh Điều Vân sau đó quay lại và đuổi theo ông ta khi thiên như vân vừa bắt kịp ông một thứ gì đó chợt nổi lên từ đống cho tàn đó chính là vũ khí đặc biệt của thiên như vân bạch long đao như vân vừa lấy thành đào từ trên không trung rồi xông vào vương trình điều đáng ngạc nhiên hơn cả chính là thanh bạch long đao của thiên như vân giải phóng một lượng hàn khí khủng khiếp vương phạn vâng thưa phụ thân vương phạn lập tức hiểu được ý định của phụ thân mình và hắn nhanh chóng rút ra thanh đại kiếm từ sau lưng và tung sang cho Vương Trịnh. Vương Trịnh nhanh chóng nắm lấy rồi vung kiếm chống trả bạch long đao của Thiên di Vân. Khi hai thanh kiếm đâm vào nhau, tiếng kim loại va chạm vang lên khắp không gian. Bao táp đổi lên cuồn cuộn mặt đất rung chuyển rồi nứt vỡ. Một người bình thường như Gia Quốc Thù không thể chịu đựng được áp lực này. Cơ thể của bà ta Bị đẩy lùi ra phía sau Hồ Thương Hoa thấy vậy chạy tới đỡ bà Giáo chủ thật sự Đã mất kiểm soát rồi sao Thuộc hạ của Thiên Như Vân Cũng có chung quan điểm với Vương Trịnh Nếu Như Vân mất lý trí Và xông vào tấn công bọn họ Thì chỉ có thể là do Xung khí gây nên Vương Trịnh nhau mắt Đứng nhìn Thiên Như Vân Hắn vốn biết rằng Như Vân Không hề giống với những người đàn ông bình thường nhưng nguồn năng lượng trong thiên địa vân Phải mạnh tương đương với vương trình Và điều tệ hơn chính là hàn khí Ta có thể cảm nhận được Hàn khí qua thanh đại kiếm Vương trình cao mày Cây lạnh nhanh chóng truyền tới Và đóng băng đại kiếm Vương trình phải vận nội lực Để tăng nhiệt độ cho thanh kiếm Để cùng giống như đô rào Khi bị hàn trệ can mạch Sức lạnh trong người thiên địa vân Dường như là vô hạn Khoan đã, hắn đã hấp thụ hàn khí thay vì giải phóng nó ra ngoài sao. Phương Trịnh đột ngột nhận ra điều này. Ông nghe được từ đại thần y rằng trong quá trình kết hợp, Điều Vân chuyển lượng âm khí được đưa vào cơ thể hắn ra ngoài. Nhưng thay vào đó, Điều Vân lại hấp thụ toàn bộ số âm khí ấy. Sao hắn lại làm điều ngu xuẩn ấy chứ? Đây không phải việc mà một đại võ sư thượng cấp có thể làm được. Ngay cả khi họ đã đến cấp độ cuối Có thể điều khiển năng lượng bên ngoài môi trường Thì việc luyện dương khí và hấp thụ âm khí Vẫn tạo nên sự mất cân bằng cơ thể Không còn lựa chọn nào nữa rồi Nếu hoàn ta thật sự đã bị sung khí Thì ta buộc phải hạ thủ hắn thôi Đây là câu trả lời duy nhất cho vấn đề này Hầu hết ca sư đều sẽ trở nên mất kiểm soát Rồi chết bất đắc kỳ tử dưới sự tác động của sung khí nhưng họ đã phải đối đầu với Thiên Niêu Vân Một võ sư vô cùng hùng mạnh Thậm chí cả Vương Trịnh Cũng phải tốn khá nhiều thời gian Để áp đảo Thiên Niêu Vân Vương Phạn Vương Trịnh xông về phía cánh trái Vương Phạn lại tung một thanh đại kiếm khác Về phía Vương Trịnh Khoan đã, Vương Đại Nhân Không phải ngài đang định Văn Cố hoảng hốt la lên Khi thấy Vương Trịnh cầm chắc hai thanh kiếm trên tay Vương Trịnh đáp lại Tiểu thư nếu ta không chặn thiên giáo chủ lại Tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy Nói rồi Vương Trịnh lao lên Và cố gắng chặt đứt cánh tay phải của Thiên Như Vân Để chặn đứng đường tấn công của hắn Văn Cố và Huyền Phùng tái xanh mặt Và ra sức cản Vương Trịnh lại Nhưng mọi chuyện đã quá muộn Thanh đại kiếm của hắn ta Đã lao tới vai phải của Thiên Như Vân Nhưng đúng lúc đó Vòng tay bảo vệ trên cổ tay Thiên Như Vân chợt tách ra hợp lại thành một thanh huyền kiếm và chống trả đường tấn công của đại kiếm. Vương Trịnh kinh ngạc và vội vã lùi lại. Đây là thiên ma kiếm. Huyền Phụng lan lên đầy chóa ngập. Thiên ma kiếm có thể tự động di chuyển và bảo vệ chủ nhân của mình. Nhưng việc này sẽ không xảy ra nếu không có sự chỉ đạo của thiên như vân. Thiên ma kiếm đang trôi nổi trên không trung, bóng bay về tay phải của thiên như vân cùng với bạch long đao bên tay trái. Giờ đây, hắn có thêm thiên ba kiếm bên tay phải. Vương Trình há hốc miệng kinh ngạc. Hiếu kiếm tà đao. Vương Trình được mệnh danh là song kiếm võ. Bởi hắn có thể đồng thời sử dụng hai thanh đại kiếm. Nhưng thiên địa vân lại sử dụng hai loại vũ khí khác nhau. Bông nhiên, một luồng hắc khí lực khủng khiếp bùa vây lấy thiên ba kiếm. Như vậy đã đủ kinh hãi rồi, nhưng vẫn còn đáng sợ hơn thế xảy ra. Bạch Lam khí lành lẽo được phong ra từ Bạch Long Đào. Hắn sử dụng được cùng lúc hai loại năng lượng khác nhau ư. Vương Trình chưa từng nghe tới điều này. Không ai có thể điều hòa được một lượng âm và dương khí trong cơ thể nhiều đến vậy. Đây không phải là sung khí. Thoạt đầu Vương Trịnh ngỡ đây là sung khí, nhưng xem ra không phải. Và hắn rất đối ngạc nhiên, khi thấy ánh mắt của Thiên Như Vân Đã trở lại bình thường Thiên ma năng lượng Đó là một loại năng lượng vô cùng khủng khiếp Vốn có trong thiên ma kiếm Xuân hàng bao thế kỷ Giờ đây Nó đang được tích trữ trong nội lực của Thiên Như Vân Nhưng dường như Loại năng lượng này Có linh hồn của riêng mình Nó tàn bạo và hung ác hơn Bất kỳ loại năng lượng nào khác đó cũng chính là lý do vì sao Thiên Như Vân hiếm khi sử dụng chúng ngoài trường hợp bất khả kháng. địa Vân cho rằng thiên man năng lượng chỉ có tác dụng gia tăng nội lực cho hắn. Nhưng thực chất nó chẳng khác gì một loài thú ăn thịt. Nó không ngừng hấp thụ toàn bộ số âm khí được đưa vào cơ thể Thiên Như Vân. Ngay cả khi đó là loại năng lượng đối nghịch với những gì hắn vốn có. địa Vân buộc phải giải phóng dương khí ra khỏi cơ thể để có thể điều khiển lượng âm khí mà thiên ma năng lượng đã hấp thụ. Nhưng lượng âm khí vô hạn ấy đã khiến nội lực trong hắn mất cân bằng. Sau khi toàn bộ huyệt vị được giải phóng, vương đô rào ngất lịm đi. Đến lúc rồi, giờ là thời điểm phù hợp để thiên niêu vân kiểm soát số âm khí đang đong bằng hắn. như vân bắt đầu thiền định để vận khí lực thiên ma tăng dương khí. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu thiên Điêu vân trực tiếp đưa âm khí ra ngoài. Nhưng hắn không thể làm vậy bởi thiên man năng lượng đã hấp thụ và tích trữ toàn bộ âm khí mà hắn nhận được. Qua đó, thiên man năng lượng điều chỉnh âm khí sao cho chúng phù hợp với cơ thể của thiên điêu vân. Tuy nhiên, hắn không thể đợi đến lúc đó bởi càng chân chờ lâu thì càng dễ dẫn đến sùng khí. Như vân thổ huyết khi vận vòng chu thiên, hắn tạo ra một nguồn năng lượng mạnh tương đương số âm khí có trong cơ thể mình. Nhưng đây là hai loại năng lượng trái ngược nhau. Chúng vượt quá khả năng chịu đựng của thiên niên vân và gây nên nội thương cho hắn. Chưa lành những chấn thương trong nội quan đối tượng. Giọng nói của Nano vang lên. Nếu không nhờ con Nano, niên vân có lẽ đã gục ngã. Hắn phải tiếp tục giải quyết tận gốc việc này. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Ghi đến đây, Điều Vân Trần đẩy ra một ý nghĩ Nếu duy trì sự cân bằng không được Thì ta sẽ hợp nhất cả hai nguồn năng lượng Nếu hắn không thể loại bỏ âm khí Thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất Hắn phải làm điều mà không một võ sư nào Dám làm từ trước đến nay Kết hợp hai loại khí âm và dương Nếu ta không thể loại bỏ một trong hai nguồn năng lượng Ta sẽ khiến chúng cùng tồn tại trong cơ thể ta Chúng sẽ không còn là hai thể đối nghịch Mà thay vào đó tương trợ nhau Sau một hồi suy tính phương pháp kết hợp Hai nguồn năng lượng này Thiên Điều Vân dần chìm sâu vào hôn mê Và khi hắn tỉnh dậy Âm khí trong hàn trệ can mạch Và thiên man năng lượng Hợp thành một thể thống nhất Kết hợp với nhau Một cách hài hòa Như sự song hành của hai yếu tố Trong thái cực đồ Hắc và bạch khí lực Trên huyền kiếm và bạch long đao của thiên điêu vân đã chứng tỏ hắn đã thành công. Ai nơi xung quanh hắn đều không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi này. Thiên ma giáo chủ, ngài không sao chứ? Vương Trịnh xong võ kiếm, đứng cách đó chừng năm bước lo lắng hỏi. Điêu vân tỏ ra kinh ngạc khi thấy ông ta. Trong quá trình tìm kiếm sự hài hòa giữa hai loại khí, quả thực là thiên điêu vân cảm thấy có một người đang hỗ trợ hắn. Có vẻ như người đó Chính là Vương Trịnh Ta phải tạ ơn hắn Theo bản năng Địa Vân sẽ tìm một ai đó Có thể giúp hắn giải phóng năng lượng của mình Nếu Vương Trịnh Một trong số ngũ đại võ sư giang hồ không ở đây Thì toàn bộ khu vực này Đã biến thành đống hoang tàn đổ nát Địa Vân muốn tạ ơn Vương Trịnh Vương Trịnh đạt tạ Địa Vân chưa kịp hết câu Thì một sự thay đổi nữa Lại xảy đến với hắn Bạch đào khí lực của hắn dần chuyển sang sắc đen Còn hắc khí lực trong thiên ma kiếm lại tỏa ra hàn khí Sao có thể như vậy được chi? Vương Trình mở lên mắt trong kinh ngạc Điều Vân đã cùng lúc sử dụng hai loại khí Điều đó vốn đã khó tin rồi Nhưng giờ đây hai đại khí ấy dường như đang kết hợp với nhau Thành một thể hoàn chỉnh Vương Đại Nhân có chuyện gì xảy ra với ngài ấy vậy? Văn cố thấp thòm hỏi dồn Người duy nhất hiểu được tình trạng của Thiên Như Vân hiện giờ Chỉ có Vương Trình Hắn liền lầm bẩm trong sự bàng hoàng hanta đang tạo nên sự hòa hợp Giữa hai dạng năng lượng đối nghịch Thiên ma năng lượng Đang tích tụ hàn khí Nhờ nguồn năng lượng đặc biệt có được Từ đao và kiếm Ngay cả Vương Trình cũng kinh hãi Ông không biết loại khí lực này Còn có thể mạnh đến thế nào nữa nguồn năng lượng đang tăng lên nhanh chóng. Liệu một người bình thường có thể chịu được sức mạnh này không? Vương Trịnh thầm nghĩ trong sự chóa ngập. Nó hoàn toàn khác với những gì mà Vương Trịnh vừa cảm nhận được cách đây không lâu. Có vẻ như giờ đây, nội lực trong thiên niên vân thậm chí còn cao hơn cả Vương Trịnh. Hắn đã đạt đến trình độ mà đến ta còn chưa dám nghĩ tới. Đó là những gì đang xảy ra với thiên niên vân. Niên vân thả thanh bạch long đao, và thiên ma kiếm rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó, một luồng khí đen hòa quyện với hơi lạnh bùa vây cơ thể hắn. Mọi người đều nín thở theo dõi. Bạn họ đều biết rằng Thiên Như Vân đã bước tới một đỉnh cao mới. Một tiếng đổ lớn vang lên và nguồn năng lượng kinh hoàng được giải phóng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của giáo đồ trong cung. Huyền Phụng và Hồ Thương Hoa bước ra và ngăn bọn họ tới gần. Giáo chủ đã được thăng một bậc võ mau lùi lại thật vậy sao cả người chưa làm ảnh hưởng tới ngài vâng thưa ngài hết chương thứ ba trăm hai mươi chín chúng ta cùng nghe chương thứ ba trăm ba mươi điều phi thường giáo đồ ma giáo liền lùi lại để tránh làm cản trở tới việc giáo chủ đang tiến lên một bậc võ mới khi mọi người trở ra Vương Trình quay sang nhờ ra quốc thù Kiểm tra lại thân thể Vương Đỗ Giao Vương Đại Nhân Thành công rồi Âm khí trong người cô ấy đã thuyên giảm rồi Thật vậy ư ừ. Đồng thế Chúng ta vẫn phải để mắt tới cô ấy Nhưng cô ấy sẽ sớm ổn thôi Ta sẽ đưa Đỗ Giao xuống y quán Để tiếp tục thăm khám Vương Trình vô cùng cảm kích khi nghe được tin tức từ gia quốc thù, hắn dần dần nước mắt, nhưng lòng thì nhẹ nhõm. Toàn bộ nỗ lực cố gắng chứa trì cho con gái hắn đã được đền đáp đúng đắn. Liệu người có muốn cùng ta tới y quán không? Già quốc thù lại hỏi. Ta còn một việc nữa cần làm. Đại thần y xin hãy chăm sóc cho con gái của ta, tiểu phản, hãy ở lại giúp bà ấy. Vâng, thưa phụ thân, còn người thì sao? Ta phải trả ơn cho thiên ma giáo chủ trước đã. Vâng, thưa cha. Vương Trịnh đã có vương phản Con trai ông ở lại giúp đỡ gia quốc thù Đưa đồ rào xuống y quán của ma giáo Để báo đáp công ơn của Như Vân Vương Trịnh quyết định tình nguyện đứng gác cho hắn Người đang rơi vào trạng thái hôn mê Sau khi hợp nhất hai đối khí Nên người còn ở lại trong khách sảnh lúc này Gồm có Vương Trịnh, Hồ Thương Hoa, Huyền Phụng và Văn Cố Mà đất xung quanh khoảng sân trước sảnh Đóng một lớp băng màu đen lạnh giá thật kinh khủng và cả thứ hàn khí này nữa. Hàn khí cùng nguồn nội lực phi thường của Thiên Như Vân phủ khắp khách sảnh, ngay cả người canh gác cho hắn cũng khó mà đứng vững. Người duy nhất có thể chịu đựng được nguồn năng lượng này chính là Vương Trịnh. Đúng lúc đó, toàn bộ năng lượng cuồn cuộn nổi lên và lập tức được Thiên Như Vân hút cạn. Có vẻ như hắn đã thành công kết hợp hai loại năng lượng. Cơ thể hắn, nó đang tách ra. Thuộc hạ của Thiên Như Vân rất đối kinh ngạc khi thấy lớp giá bên ngoài của Thiên Như Vân nứt nẻ rồi dần tách ra. Mọi người đều biết rõ đây là gì. Tái sinh Tái sinh là một hiện tượng khi cơ thể của võ sư có sự biến đổi rõ rệt sao cho phù hợp với một cấp bậc năng lượng mới. Như Vân đã từng được tái sinh khi hắn đạt tới cấp độ cuối của trung cấp đại võ sư. Và đây là lần thứ hai. Sườn côn của hắn bắt đầu thay đổi lớp da bên ngoài xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt vỡ cơ thể thiên nhiên vân run lên huyền phụng hồ thương hoa và văn cố lần đầu tiên được chứng kiến quá trình này nên cả ba bọn họ đều trợn tròn mắt trong kinh hãi sau một hồi cơ thể thiên nhiên vân bắt đầu ngừng chuyển động ngày ấy đã hoàn thành rồi ư văn cố đỡ ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò về phía thiên nhiên vân hắn sẽ có những thay đổi gì. Toàn bộ lớp da bao bọc thiên niêu vân lúc trước giờ vỡ vụn rồi rơi xuống. Diện mạo cũ của hắn đã biến mất. Giờ đây, thiên niêu vân xuất hiện với một ngoại hình hoàn toàn khác. Làn da hắn trắng trèo mịn màng với những mũi cơ rắn chắc khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ trước thân hình hoàn hảo đó. Văn cố, người đã từng được thấy cơ thể của thiên niêu vân cũng phải thán phục diện mạo mới này nó khiến nàng đỏ ửng mặt hồ thương hoa thì vội vã thẹn thùng quay đi ta không còn cảm nhận được sức mạnh của hắn nữa rồi vương trịnh vô cùng bàng hoàng thiên điều vân vốn đã sở hữu một nguồn năng lượng vượt trên giới hạn thông thường của một con người nhưng giờ đây nguồn nội lực trong hắn lớn đến mức bộ đại võ sư thượng cấp như vương trịnh Cũng không thể cảm nhận được tuy nhiên Bên ngoài Thiên Điêu Vân không khác người thường là bao Nguyên thể Điều đó có nghĩa là Cơ thể của một võ sư trở lại trạng thái ban đầu Khi đó các võ sư có thể điều hòa Đồng nguồn năng lượng trong và ngoài cơ thể nội tại của họ Đôi mặt của Thiên Điêu Vân Không còn ánh lên ý chí nghị lực Mà hàn sâu kinh nghiệm từng trải Vương trình phân kích tột độ Quay sang nói với Thiên Điêu Vân Xin chúc mừng thiên giáo chủ Cả đời ta chưa từng nghĩ Sẽ được gặp một người Đã được đến cấp võ Mà ta hằng mong muốn Thiên như vân Đã đạt đến trình độ Mà vương trình song kiếm võ Áo ước đạt được Tuyệt đại võ sư thượng cấp Thiên như vân đã tìm được sự hài hòa Của hai loại năng lượng đối lập nhau Và đồng thời Tạo ra sự cân bằng giữa âm khí Và dương khí trong cơ thể hắn và giờ đây, hắn đã đạt tới cấp độ cuối của thượng cấp đại võ sư. Toàn bộ thuộc hạ của Thiên Như Vân cúi dạp đầu và đồng thanh. Chúc mừng giáo chủ. Như Vân mỉm cười. Việc giúp đỡ một người phụ nữ đã cho hắn một món quà kỳ diệu. Đây thật sự là một bước mặt trong cuộc đời hắn. Thiên giáo chủ. Có chuyện gì vậy Vương Trịnh? Ngài đã đạt đến một trình võ mới Liệu Ngài có muốn thử sử dụng chúng không? Nếu Ngài không phiền, Ta muốn được giúp đỡ. Vương Trình khao khát, Được tỉ thí với Thiên Điêu Vân, Từ một người cha mong mỏi con gái mình được chữa trị. Giờ đây, Hắn trở thành một võ sư, Khao khát được thách đấu, vậy những võ sư cường mạnh khác. Hắn muốn được thử sức với Thiên Điêu Vân, Một tuyệt đại võ sư thượng cấp. Do phải che giấu sức mạnh của mình, Hắn chưa có cơ hội, Đừng sử dụng chúng và Thiên Như Vân là người duy nhất có thể giúp Vương Trình sử dụng toàn bộ năng lượng và sức mạnh của mình. Mọi thuộc hạ của Thiên Như Vân trầm trồ choáng ngập. Một ngũ đại võ đang muốn thách đấu với Thiên Như Vân. Dù bọn họ đã có cơ hội chạm chán trước đó, nhưng lần này hoàn toàn khác với trận đấu kia. Một trận đánh giữa giáo chủ và một trong số ngũ đại võ sư giang hồ. Ta muốn được xem mọi võ sư đã muốn được chứng kiến trận đánh huyền thoại này nhiều vân quay sang nhìn vương trình trong chốc lát rồi cười ta hiểu ta cũng muốn hỏi người điều tương tự cũng giống như vương Trịnh, nhiều vân muốn kiểm tra sức mạnh thật sự của mình vương trịnh lên cúi đầu cảm tạ vậy xin hãy bắt đầu xin thư lỗi nhược hoàn hãy hành động thưa vương đại nhân đột nhiên huyền phụng nhảy vào ngăn hai bọn họ vương trịnh kinh ngạc Hắn quay sang nhìn huyền phụng Với vẻ mặt khó hiểu Chúng ta phải thay đồ cho giáo chủ trước đã Huyền phụng không chờ đợi Mà tiếp lời Văn cố và hồ thương hoa Đỏ mặt ngượng ngùng trước câu nói của hắn Đúng vậy Thiên Điều Vân vẫn đang trong tình trạng Không mảnh vải che thân Hết trường thứ 330 Kết thúc phần đọc ngày hôm nay Vậy là Thiên Di Vân đã tăng một cấp võ. Vậy sức mạnh của Thiên Di Vân sẽ bá đạo như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe hồi sau. Cuộc chiến giữa Thiên Di Vân và Vương Trịnh song kiếm võ.